Australia sẽ cùng với Indonesia và Malaysia thử nghiệm một hệ thống định vị tân tiến dành cho máy bay chở khách cỡ lớn. Tuyên bố này được giới chức Australia đưa ra trong bối cảnh nỗ lực giải mã vụ mất tích bí ẩn của máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia trong gần một năm qua đều không có kết quả. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Australia Warren Truss cho biết, hệ thống định vị tân tiến này sẽ giúp lần theo dấu vết của máy bay ở dưới lòng đại dương, nơi các radar không thể tiếp cận được. Theo ông Warren Truss, các máy bay chở khách cỡ lớn sẽ truyền tín hiệu chi tiết về vị trí của nó tới vệ tinh 15 phút một lần, thay vì 30 đến 40 phút như hiện nay. Theo đó, sẽ dễ dàng hơn nếu phát hiện sớm việc các máy bay đi chệch lộ trình và có hành động đối phó nhanh hơn. Hiện Australia đang làm việc chặt chẽ với các hãng hàng không của mình là Qatar và Virgin, cũng như nhà cung cấp vệ tinh toàn cầu Inmarsat để phát triển công nghệ mới này.